Yamai Kayamachi, Yamai Kaguya, Yamai Ujuru, ba cái tên điển hình trong làng gây lú não cho người xem. Giải cứu giữa Mia, xưa rồi. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu SOS từ một vài người xem bộ Dead Alive, hôm nay mình hân hạnh được đồng hành cùng với mọi người trong vai trò là người dẫn chuyện kiêm cứu thế. Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc phân biệt bộ ba trên, hoặc thậm chí đến giờ này vẫn chẳng biết ai với ai, thì video này đích thị dành cho bạn. Hôm nay mình sẽ cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về cặp đôi song sinh và cô nàng bản thể gốc Kayamachi. Vậy không chần chừ gì nữa, cùng bắt đầu thôi nào! Đầu tiên, hãy cùng mình khám phá về cô nàng bản thể gốc Kayamachi Yamai nhé! Thứ nhất, về tiểu sử. Thực chất, ngay từ đầu, mẹ của Kayamachi Yamai đã mang thai đôi. Nhưng không may, một trong hai bào thai lại chết trước khi được ra đời. Điều đặc biệt là bào thai còn sống, tức Kayamachi Yamai đã hấp thụ luôn bào thai đã chết. Vậy nên sau này chỉ có riêng Kayamachi được sinh ra, nhưng là một Yamai mang trong mình trái tim, linh hồn của người chị em đã mất. Cô lớn lên trở thành một học sinh trung học năng động, tích cực tham gia nhiều hoạt động nhất có thể, đặc biệt là trong các lĩnh vực âm nhạc, hoạt động thể thao. Vào một ngày năm 17 tuổi, khi đang trên đường về nhà và tình cờ nhìn thấy một đứa trẻ sắp bị xe tông. Vì muốn trở thành vị anh hùng mà bản thân đã luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, cô đã không ngần ngại chạy tới cứu đứa bé. Cái giá phải trả rất đắt, sự liều mạng đó đã cướp lấy sinh mạng của cô. Khi đang đứng trước bờ vực của sự sống, Mio xuất hiện và trao cho cô một viên pha lê Sephira để cứu mạng cô. Cô đón nhận và trở thành một tinh linh. Sau đó, không rõ vì lý do gì mà tinh linh Kayamachi Yamai lại tách ra làm đôi, xuất hiện hai cô nàng Kaguya và Ururu. Theo thời gian, hai người đều quên đi cuộc sống đã từng của bản thể gốc, chỉ nhớ rằng cả hai được tách ra từ một tinh linh tên là Yamai. Tiếp theo, về ngoại hình. Cơ bản mà nói, Yamai có ngoại hình trông giống hệt Kaguya và Ururu. Cô giống đến mức khi cặp song sinh khi nhìn thấy ảnh của cô, họ đã nhầm tưởng đó là ảnh của người còn lại. Nhan sắc của cô đủ xinh đẹp để khiến một công ty quản lý người mẫu tìm kiếm cô. Dạng hợp nhất của Yamai có khác biệt đôi chút so với cô khi là con người. Cô tự nhận rằng mình cao hơn và có ngực to hơn so với con người mình. Shido mô tả các đặc điểm trên khuôn mặt của cô nằm ở giữa của Kaguya và Ururu. Ngoài ra, khác với cặp chị em sinh đôi, Yamai không tết tóc theo bất kỳ cách nào. Chiều cao của cô ấy là 1m80, với số đo 3 vòng lần lượt là 102, 66 và 98. Linh phục của Yamai kết hợp màu sắc của cặp song sinh với một đôi cánh hoàn chỉnh. Trang phục của cô ấy bổ sung thêm một vài mảnh áo giáp cùng một chiếc khăn quàng cổ. Về trang phục thường ngày, trong Yamai Triad, cô mặc đồng phục của trường trung học Ryzen. Tuy nhiên, khác với các chị em, cô chọn cách survin áo vest. Ngoài ra, bộ đồng phục cô mặc chật đến hài hước, ôm sát và để lộ bộ ngực hơn. Tiếp đến là về tính cách. Cô được biết đến là thân thiện và hòa đồng, tuy nhiên không quá nổi trội. Yamai còn là một người biết suy nghĩ cho người khác khi mà cô sẵn sàng cứu đứa trẻ dù biết rằng bản thân có thể sẽ chết. Thậm chí trước khi lìa đời, cô tiếp tục đặt sự an toàn của người khác lên trên tính mạng bản thân. Cô lo lắng đứa trẻ sẽ ra sao sau cái chết của cô. Cũng vì lẽ đó mà có thể nói rằng cô vẫn còn trẻ con, chưa thực sự chín chắn. Vì cô cho rằng bản thân sẽ trở thành anh hùng, trong khi sự thật cô cũng đã sợ hãi khi biết mình sắp chết. Khi là tinh linh, tính cách của cô pha trộn các đặc điểm của cặp song sinh. Cô cũng bắt đầu câu bằng một từ tóm tắt như Ururu và sau đó tiếp tục phát biểu hùng hồn như Kaguya. Nhưng có thể nói cô có vẻ giống Kaguya hơn khi cô có thể tiếp tục với những lời nói bình thường. Cô thừa hưởng tính cách vui tươi và tính cạnh tranh của cặp song sinh. Trên thực tế, trong Yamai Triad, cô đôi khi phấn khích quá đà đến mức không quan tâm tới cảm xúc và sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, khi nhận ra được những thói quen xấu đó, cô đã thay đổi, không còn ích kỷ như vậy nữa. Về sức mạnh, thông tin chi tiết về sức mạnh của Yamai ở dạng tinh linh được cung cấp ở tập 22 Light Novel, thời điểm nhân vật Beast xuất hiện. Sau khi nhận thanh kiếm thứ 8 của Beast, cả Kaguya và Ururu đều nắm lấy thanh kiếm xoắn ốc cùng một lúc và hôn nhau, khiến cơ thể họ tạm thời hợp nhất là một. Xuất hiện bản thể Kayamachi Yamai. Sức mạnh của Yamai ở dạng này đã chế ngự được Beast khi Beast đã bị suy yếu bởi các cuộc tấn công của Origami và Kotori. Do thời gian hợp nhất có hạn, ngay sau khi trận chiến kết thúc, cô một lần nữa bị tách ra làm đôi cùng với sự xuất hiện của Kaguya và Ururu. Dù thời gian xuất hiện ngắn, Yamai đã có được toàn bộ công lực và sức mạnh của Raphael. Ngoài ra, cô đã tận dụng kết hợp tốt các vũ khí riêng lẻ của Kaguya và Ururu để tấn công và phòng thủ. Chỉ số sức mạnh của Yamai: sức mạnh 220, độ bền 198, linh lực 204,
nhanh nhẹn 386, trí lực 178. Một số thông tin về các đòn tấn công và vũ khí của cô như sau. Thấu giả, El Silhu, đây là một vũ khí được kết hợp từ dây xích và tay cầm của cây thương, giúp cô từ việc điều khiển dây xích có thể kiểm soát được hướng đi của đường đạn, ngay cả khi né được cây thương. Áp suất gió phủ lên vũ khí này cũng đủ khiến đối thủ của cô gặp nguy hiểm. Kế tiếp là thủ hộ giả El Picus. Bằng cách quấn dây xích quanh đôi cánh gấp khúc của mình, Yamai đã tạo ra chiếc khiên vững chắc như của một hiệp sĩ, được sử dụng để bảo vệ khỏi những cú đánh của đối thủ. Chiếc khiên này đủ bền để chịu một chát chém với hướng trực tiếp từ viên Sandalphone của Beast. Và thương khung giả El Geran. Bằng cách kết hợp tất cả các phần của thiên sứ và của linh phục, Yamai triệu hồi một Ballista, máy ném đá khổng lồ có thể bắn ra mũi tên với nhiều áp suất gió. Chúng ta cùng đến với sự thật lý thú. Có một thông tin thú vị từng được đề cập trong Yamai Triad. Đó là Yamai Kayamachi có các kỹ năng linh tinh giống như Kaguya và Uzuru, nhưng ở một trình độ thượng thừa. Cô dễ dàng đánh bại cặp đôi song sinh trong mọi thứ từ trò chơi điện tử đến cosplay, trò chơi nhịp điệu, thậm chí cả trò chơi bowling. Khi mà cặp song sinh đã cộng tổng hết tất cả điểm mà họ có nhưng vẫn chào thua. Vậy là cô nàng bản thể gốc Yamai không chỉ xinh đẹp, mạnh mẽ mà còn là một người giàu lòng nhân ái. Thế bản thể song sinh Kaguya, Uzuru thì sao nhỉ? Cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video này thôi. Trước hết, mình sẽ điểm lại quá trình xuất hiện và phong ấn linh lực của cặp đôi song sinh này. Do cả hai cô nàng đều thừa hưởng những khía cạnh khác nhau trong tính cách và sở thích của Yamai nguyên bản. Vậy nên trước khi được phong ấn, cứ lần nào xuất hiện là lần đó họ đều nổ ra cuộc chiến. Họ nghi hoặc đối phương và tin rằng bản thân mình mới là Yamai thực sự. Cho đến nay, họ đã đấu với nhau tổng cộng là 99 trận đấu, đủ mọi thể loại từ sử dụng vũ lực đến những thử thách trông có vẻ thường nhật và trẻ con, chẳng hạn như thi ăn uống. Đấu nhiều cũng chán nên họ quyết định trận đấu thứ 100 sẽ là trận chiến cuối cùng để phân định thắng bại. Trận đấu đó diễn ra tại hòn đảo phía Nam, trùng với thời gian và địa điểm với chuyến tham quan của lớp Isuka Shido. Vậy nên họ quyết định nội dung của trận chiến đó là ai có thể quyến rũ được Shido trước sẽ giành chiến thắng. Murasame Reine đã giúp họ chuyển đến trường trung học Raizen, khiến cho việc tiếp cận Shido và hoàn thành trận chiến được diễn ra dễ dàng hơn. Sau nhiều sự kiện diễn ra ở đảo, hai người đều đã chứng minh được thực lực của bản thân, nhưng khi nhận ra người thua cuộc sẽ phải tan biến, cả hai đã tâm sự, tiết lộ với Shido những cảm xúc mà họ đã giấu bấy lâu nay. Tuy vẻ ngoài đều tỏ ra chán ghét đối phương, nhưng sâu trong tâm can, họ đều thầm muốn người kia được sống tiếp và chấp nhận hy sinh bản thân mình. Khi sự thật này bị lộ ra, có lẽ do tức giận vì sự ngoan cố của đối phương và có lẽ cũng vì xấu hổ khi đã nói ra những cảm xúc đó, họ lại đấu với nhau thêm một lần nữa. Nhưng lần này đã khác, do có sự xuất hiện của Shido cùng với sự trợ giúp của Yatogami Toka và thiên sứ Xenophon của cô, Shido đã cản được hai cô nàng và cho họ một lựa chọn hợp lý nhất. Cả hai đều có thể tiếp tục sống mà không phải hy sinh bất cứ ai. Sau khi suy nghĩ kỹ, cả hai đã đồng ý và cùng trao cho Shido một nụ hôn. Đây cũng là lúc năng lực tinh linh của hai cô nàng được hóa giải. Sau khi phong ấn, do Kaguya và Uzuru có trạng thái tinh thần ổn định hơn các tinh linh khác nên họ được xếp vào lớp kế bên Shido thay vì phải chuyển vào trực tiếp lớp của cậu. Sau đây mình sẽ liệt kê toàn bộ những điểm tương đồng và khác biệt của cặp đôi song sinh này nhé. Thứ nhất, đó là về ngoại hình. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì họ không khác nhau là mấy. Điều này dễ hiểu vì hai cô nàng này đều thừa hưởng những nét chính của tinh linh Yamai với mái tóc màu cam, đôi mắt màu xanh dương và chiều cao tương đối giống nhau. Cách phân biệt dễ nhất là khi họ buộc hai kiểu tóc khác nhau. Nhưng nếu nhìn hai cô nàng này với con mắt đầy săm soi thì để chỉ ra những điểm khác nhau cũng không phải là khó. Nhắc về chủ đề này, Shido cũng có lời nhận xét về ngoại hình của họ đó. Theo nguyên văn lời của cậu, Kaguya có một cơ thể mảnh khảnh và trông như thể sẽ vỡ nếu bị ôm quá chặt. Còn Uzuru thì sở hữu cơ thể như một người mẫu. Khác chưa, khác chưa? Giờ mọi người biết số đo 3 vòng của hai cô nàng này thì còn sốc nữa. Kaguya với các số đo lần lượt là 79, 56 và 81. Tình hình là hơi gầy nên hơi lép vế xíu rồi. Và Uzuru thì khỏi bàn, chuẩn hoa hậu với mọi tiêu chuẩn ngày nay, 90, 61 và 86. Chiều cao của họ có vẻ tương đương nhau nhưng sự thật là Uzuru vẫn cao hơn. Uzuru 1m58, còn Kaguya 1m57. Giả sử không nắm được các số đo cơ thể thì vẫn còn một điểm có thể sử dụng để phân biệt hai mỹ nhân này. Đó là kiểu tóc. Kaguya sở hữu mái tóc cam được búi lên. Hai phần tóc mai có đuôi để dài và được uốn xoăn. Còn Uzuru có mái tóc cũng màu cam nhưng được tết và thả xuống. Phần đuôi tóc xoăn và thả lơi.
Ngoài ra, nếu để ý kỹ thì còn một chi tiết khác nhau trên khuôn mặt họ, đó là dáng mắt và lông mày. Nhờ vào đó, Kaguya có phần thể hiện một sự cương quyết nào đó trên gương mặt của mình, còn Ururu thì ngược lại, luôn biểu lộ trạng thái mơ hồ và thường chỉ mở nửa mắt. Linh phục của họ trông có vẻ na ná giống nhau nhỉ? Thực ra cũng khác đó mọi người. Bộ của Kaguya có màu tím là chủ đạo. Cô sở hữu hai sợi xích, một ở cổ, một ở chân, kèm với đó là ổ khóa trên cổ và vòng sắt ở tay bên phải. Nửa dưới của cô có một mảnh vải được dắt ở phần hông, dài tới đầu gối, quấn quanh phần dưới. Về phần Ururu, linh phục của cô chủ yếu có màu xanh dương, đi kèm với đó là sợi xích và ổ khóa trên cổ, chiếc vòng sắt thì ở tay bên trái. Ngoài ra, cô còn có một tấm vải choàng ngang cánh tay và dài tới nửa dưới cơ thể. Về tính cách, phần này mình không thể chỉ ra điểm giống nhau được nữa rồi vì tính cách của họ hoàn toàn trái ngược. Kaguya là một người hướng ngoại và bộc trực, cô thẳng thắn nói ra những điều bản thân suy nghĩ. Có thể nói rằng cô vẫn còn khá trẻ con, chưa trưởng thành về mặt tính cách. Tuy Kaguya thường nói những thứ phi thực tế, thực ra chỉ là diễn thôi. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô nghĩ rằng mình là một tinh linh, mình nói như vậy sẽ ngầu và đặc biệt. Tuy nhiên, người khác có thể phát hiện ra lối diễn xuất này nếu như cô gượng ép quá mức. Do đó, cô thường xuyên bị trêu chọc vì điều này. Kaguya cũng khá nhạy cảm trước những vấn đề về động chạm da thịt và rất xấu hổ khi nhắc đến chủ đề này. Trái ngược với một Kaguya hướng ngoại, bộc trực, thẳng thắn, Ururu có thiên hướng khép mình, hướng nội hơn. Cô có giọng nói ngang âm như một chú robot. Khi cãi nhau với Kaguya, cô luôn cười và bắt lỗi các ý kiến của cô nàng này. Trước khi nói tới nội dung mình muốn đề cập, cô luôn bắt đầu bằng hai từ, ví dụ như là xác nhận, Sido, hoặc hỏi ngu, Master Origami, tại sao? Khi cô muốn hỏi Origami lý do cô nàng bất ngờ muốn giết chết tất cả các tinh linh, đôi lúc cô còn nói chuyện dưới góc nhìn thứ ba. Về sức mạnh và vũ khí, cả hai đều sở hữu năng lực điều khiển gió ở dạng tinh linh, nhờ đó họ có thể bay và tăng tốc trên không trung. Họ có thể tạo ra một cơn bão với công lực đủ để thổi bay một hòn đảo nhỏ. Ngoài ra, cả hai đều có tốc độ trong chiến đấu tương đương nhau với chỉ số là 240. Sứ của họ ở dạng tinh linh là Raphael, cụ phong kỵ sĩ hay kỵ sĩ bão. Giống nhau là thế nhưng điểm khác biệt về sức mạnh cũng không thiếu đâu nhé. Các chỉ số sức mạnh của Kaguya lần lượt như sau. Độ nguy hiểm AAA, không gian chấn AA, linh phục B, thiên sứ AAA, sức mạnh 180, chịu đựng 140, linh lực 179, nhanh nhẹn 240 và trí lực 69. Còn các chỉ số sức mạnh của Ururu, độ nguy hiểm AAA, không gian chấn AA, linh phục B, thiên sứ AAA, sức mạnh 170, chịu đựng 129, linh lực 185, nhanh nhẹn 240 và trí lực 84. Bên cạnh sự giống nhau về độ nguy hiểm và tốc độ trong chiến đấu, thì còn một vài điểm khác biệt cần được làm rõ. So với Ururu, Kaguya có phần nhỉnh hơn về sức mạnh và sự chịu đựng, trong khi đó Ururu lại có lợi thế hơn về linh lực cũng như trí lực. Về vũ khí, họ cùng sử dụng cung tên và đòn kết hợp thiên khu giả trong chiến đấu. Cung tên, hay còn được gọi là thiên sứ hợp nhất, là một loại vũ khí mà hai cô nàng đã kết hợp cánh của mình để tạo thành. Sức công phá của nó khá ấn tượng, có thể xuyên thủng cả trường territory của chiến hạm Abertel thuộc DEM. Ngoài ra, đòn kết hợp thiên khu giả El Kanab là đòn tấn công mạnh nhất của hai chị em Yamai, tạo nên từ phần cánh của cả hai, thân cung, con lắc của Ururu, dây cung, và thương của Kaguya, mũi tên. Điểm khác nhau về vũ khí là Kaguya sử dụng thương còn Ururu sử dụng con lắc. Ngoài ra, trong chiến đấu, Kaguya sở hữu xuyên giả El Rium, còn Ururu sở hữu phược giả El Naas. Thường thì mọi người sẽ nghĩ video sắp sửa kết thúc tại đây, nhưng không, vẫn còn một phần quan trọng không thể bỏ lỡ. Sau đây mình sẽ tiết lộ với mọi người 14 sự thật thú vị về cặp đôi song sinh Kaguya Ururu. Thứ nhất, trước sự kiện tại hòn đảo phía nam với Isuka Sido, Kaguya và Ururu đã đấu với nhau 99 lần. Kết quả những cuộc đấu trước đó như sau, Kaguya thắng 25, Ururu thắng 25 và hòa nhau 49 lần. Thứ hai, xét về tốc độ, họ là những tinh linh có tốc độ nhanh nhất. Sau khi sự thật Kaguya và Ururu tách ra từ một bản thể gốc được tiết lộ, Murasame Reine đã đưa ra giả thuyết rằng giữa hai người có một linh lộ độc nhất, tương tự như linh lộ giữa Isuka Sido với các tinh linh khác, giúp linh lực có thể lưu thông giữa họ. Thứ ba, cả hai đều là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như trang điểm, vẽ, trò chơi điện tử, bowling. Tuy nhiên, cũng có một số kỹ năng mà chỉ một trong số họ có,
Kaguya chơi trống giỏi hơn, trong khi Uzuru thành thạo về guitar bass và trò chơi chữ hơn. Thứ tư là về mối quan hệ của họ với Toka và Origami. Kaguya đặc biệt thân thiết với Toka do họ có nhiều điểm chung về mặt tính cách, sở hữu nhiều năng lượng. Cô tự phong Toka là đệ tử của mình. Trong khi đó, Uzuru lại có mối quan hệ tốt với Tobiichi và cả hai cùng chung sự trầm tính. Tobiichi được Uzuru gọi là Master, sư phụ. Ngoài ra, họ còn có một bản năng giống Toka, đó là có thể cảm nhận được sức mạnh của đối thủ. Thứ năm, cả hai đã xuất hiện rất ngắn trong tập OVA mùa 1 khi mà Toka và Shido đang hẹn hò ở khu trò chơi. Thứ sáu, Kaguya thích những thứ ngầu và ghét học hành. Uzuru do ảnh hưởng từ tính cách nên không thích những nơi ồn ào. Bất ngờ là Uzuru rất thích đồ ăn vặt. Thứ bảy, Yamai Kaguya có tên Hán Việt tạm dịch là bát vũ dạ câu thì, còn Yamai Uzuru là bát vũ tịch huyền. Thứ tám, Kayamachi Yamai, Yamai Kaguya và Yamai Uzuru đều có hán tự là bát ở trong tên của mình. Nó liên quan tới vị trí Sephira thứ 8 trên cây sự sống, Kapala, vinh quang. Thứ 9, tên của Kaguya và Uzuru có sự trùng hợp với kỹ năng kết hợp của cả hai khi trong tên của Kaguya có chữ thỉ là mũi tên, còn với Uzuru thì có huyền là dây cung. Thứ 10, theo như vị trí trên cây sự sống Kapala, tiên sứ của hai chị em Yamai lẽ ra phải là Michael, bởi vì Michael nằm ở vị trí Sephira thứ 8, trong khi Raphael chỉ nằm ở vị trí Sephira thứ 6 trên cây sự sống, mang biểu tượng sắc đẹp. Tuy nhiên, Raphael và Michael được cho là có mối liên kết trong việc cai quản Sephiroth thứ 6 và 8, do đó cả hai có thể liên quan tới những Sephiroth này. 11. Linh phục của hai chị em Yamai, Elohim Yabos, có nghĩa là thánh quân trong tiếng Do Thái. 12. Thiên sứ của hai chị em Yamai, Raphael trong tiếng Do Thái có nghĩa là Chúa đã được chữa lành hoặc kẻ chữa lành cho Chúa. Trong đó, Raphael còn là một trong 7 tống lãnh thiên thần Archangel xuất hiện trong sách Tobit, một cuốn kinh thánh trong tập các kinh thánh công giáo và kinh thánh chính thống. Trong tiếng Do Thái, El Naas và El Kanaf có ý nghĩa lần lượt là con rắn và đôi cánh. 13. Những từ mà Uzuru sử dụng để mở đầu câu nói của mình luôn là những từ có tròn hai hán tự trong tiếng Nhật. Và cuối cùng, theo thiết kế ban đầu, Raphael được quyết định là mang thuộc tính gió, nhưng hình dạng của Raphael thì không phải là cung ngay từ đầu. Có một số ý tưởng khác được đưa ra như nhân mã hay xe ngựa. Ngoài ra, trước khi chính thức sử dụng thiết kế sợi xích và khóa hiện tại, từng có một số ý tưởng khác cho linh phục của hai chị em Yamai cũng được đề xuất như kiểu kẻ cướp hay là thần gió. Vậy là hành trình giải cứu tín hiệu SOS của mình xin dừng lại tại đây. Sau chiếc video này, hy vọng các bạn không còn phải chịu lú não về bộ tam Yamai nữa. Nếu mọi người quan tâm, yêu thích cặp chị em song sinh và cô nàng bản gốc này thì đừng ngại comment bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Và đừng quên dành tặng cho Hai Tộc một like và subscribe nếu mọi người thích video. Hai Tộc sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Thân ái và chào tạm biệt. Bye bye!